Hello, welcome back to my channel Start Sự Kiện Không. Các bạn cùng mình khám phá thực hiện đầu tiên nào. Ok. Sẽ phải tìm tất cả 20 túi tiền, tìm xung quanh đây là khi đủ 20 túi tiền các bạn sẽ tẩu thoát khỏi đây. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tờ giấy thứ hai. Slenderia, The School. Thank you.
Yes. Wow. Căn phòng tiếp theo. Món đồ thứ 6. Món đồ thứ 7. Sẽ xuống tầng dưới cùng. Ở đó thì còn một căn phòng nữa. Và các bạn sẽ mở căn phòng đó ra, tìm đủ 8 món đồ và lắp 8 món đồ này vào. Khi lắp vào đây thì nguồn điện sẽ hoạt động và các bạn sẽ mở được cánh cửa trên tầng 3. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ ba. Agri4. Let's go. Sẽ quay lại. Ở đây thì mình sẽ phải tìm một thứ nữa. Đó chính là đây, cây keo. Green Agri. Thank you.
Sống 2 là số cuối cùng. Driving me crazy!
Sau kê vào bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game thứ tư. Play, Rush, Hero. Đấy, nếu các bạn không ở giận thì các bạn sẽ bị tiêu diệt ngay. Các bạn phải tính toán làm sao để dừng đúng lúc. So ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game thứ 5. Slenderia, The Cellar. Let's go. Sách đầu tiên.
đã đủ 8 quyển sách, sau đó thì mình sẽ quay về vị trí ban đầu. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Squid Game, vào đây. Let's go. Cả về sau thì tốc độ di chuyển và con đường khá là sai. Ở đây các bạn còn 20 giây nữa. Cố lên nào. Ok, đã thành công. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Granny cho tôi ăn.
xuống xe ô tô này, xem có gì ở đây không. Ủa, bật cây, ok. Đây là chiếc chìa khóa để các bạn lấy một khẩu cung. Một chiếc cung. Mở chiếc hộp trong hộp này ra, xem có gì không. Một chiếc chìa khóa để mở két sắt. Một chiếc kim. Cây. Thank you.
đây thì các bạn còn tìm hai chiếc chìa khóa nữa, đó là một chiếc chìa khóa blue key và một chiếc chìa khóa red key. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game cuối cùng, đó là Nghề Chọn Tập Trung.
Oh my god. Đi rồi. Wow. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.